Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ tiếp tục làm về cái web đặt game ha. Thì bây giờ sau khi mà ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là tải cái framework Laravel về rồi, thì bây giờ mình sẽ chạy nó lên ha. Ví dụ các bạn sẽ chạy nó lên là các bạn vào cái web web đặt game cái sổ của mình ha. Rồi sau đó các bạn mở GitBay lên. Ở đây thì mình đánh là FB Artisan Serve ha để chạy cái web của mình lên. Rồi, nó sẽ chạy theo cái đường dẫn là 127.0.0.18.000 các bạn. Rồi, ok. Đó, Welcome to my web app ha. Thì bây giờ là nó sẽ nằm ở đây nha các bạn. View Welcome. Rồi, ok. Thì cái Welcome này các bạn thay đổi cho mình lại, rename lại cái tên là layout đi các bạn. Ha, layout dành cho cái trang admin. Thì cái này các bạn xóa đi cái style này cho mình ha, xóa bớt mấy cái style này đi, cái này mình không cần lắm ha các bạn. Rồi vẫn để nguyên. Ở đây các bạn sẽ quay lại cái route cho mình, cái route là cái mà điều khiển ha, cái này là cái route web nè, là trang chủ nè ha, route web là trang chủ. Ở đây các bạn thay vì welcome hồi nãy là cái tên của cái layout nó vào trang view này ha, view layout, thì các bạn đổi cho mình là cái layout các bạn ha. View welcome layout. Rồi tạm thời các bạn đổi cho mình cái layout đi ha, rồi cái này mình sẽ hướng dẫn cho các trang sau. Rồi các bạn refresh nè thì nó vẫn chạy bình thường là ok ha các bạn. Rồi thì bây giờ tiếp theo các bạn sẽ nối database cho mình ha. Nối database thì các bạn vào cho mình cái file envelope nè. Ở đây nó có để là các bạn cái này á là cái app UL, có nghĩa là cái đường dẫn của cái web mình ha, thì các bạn không phải chỉnh mấy cái này ha, các bạn chỉ chú ý cho mình á là cái phần này thôi ha, connect database nè ha, các bạn chỉ chú ý cho mình cái phần này thôi. Rồi bây giờ các bạn đặt cái này là cái database name ha, cái này là DB database nè, cái tên database của mình á, ví dụ như bây giờ mình đặt là web web đặt game đi ha, web đặt game. Rồi ở đây là cái domain hot, cái database hot, có nghĩa là mình đang làm trên localhost, thì nó sẽ có địa chỉ là đây, tương ứng với địa chỉ là 127.0.0.1, thì lại địa chỉ localhost là mặc định nó là sẽ là như vậy ha. Cái port của mình á, port của cái port của mình á là port SAM các bạn. Thì ở đây các bạn mở SAM lên nè. Ví dụ như cái port này bây giờ mình đang xài port 3306 ha, để kết nối với cái cổng của database của mình. Nếu mà các bạn ở đây các bạn đổi nè, ví dụ như các bạn cái MySQL của bạn mà trùng port này, thì các bạn đổi port nào thì các bạn điền cái số port vào đây ha. Rồi cái tên database, rồi username và root, password là rỗng nha các bạn. Thì tại sao là như vậy? Thì các bạn quay lại cho mình nè. Ở đây các bạn click vào cho mình là các tài khoản người dùng nè. Ha, các bạn vào đây bằng cách là bb admin, bằng cách là các bạn mở SAM lên, sau đó các bạn click vào admin ha, thì tự động nó sẽ dựng lên cho mình cái local, cái trang quản lý database của mình như thế này. Thì ở đây các bạn sẽ thấy nè, mật khẩu đều là không hết nè các bạn, tài khoản mình là root nè, tên máy là nè localhost nè, overage có nghĩa là toàn quyền các bạn ha. Đó các bạn có thể là đánh localhost, ở đây là ba user nè, các bạn cũng có thể đánh là dấu hai chấm và một cũng được nữa ha. Ở đây mình có ba cái tài khoản, nhưng mà mình xài cái nào quen thì mình sử dụng ha. Mình xài là tên tài khoản là root nè, tên máy là localhost nè, tương tự nè ha, để kết nối với database nè, và một cái nữa là toàn quyền ha. Rồi mật khẩu là rỗng các bạn, không có nghĩa là rỗng ha, không có mật khẩu. Rồi bây giờ để mà check xem là mình trước cái web đặt game nè, các bạn phải tạo cái database trước ha. Ở đây mình sẽ tạo một cái database cơ sở liệu nè, có tên là web đặt game. Rồi các bạn tôi tạo cho mình đây, web đặt game của mình nè các bạn. Rồi mình để check xem là có chạy ok chưa, thì các bạn mở lại cho mình một cái gateway nữa ha, có nghĩa là một cái terminal có ví dụ như các bạn xài mà VS Code và VS Code đó, thì các bạn mở cho mình cái terminal ha. Rồi ở đây thì mình sẽ đánh là FB Artisan Mac Migrate chứ, Mac Migrate hay Migrate ta, rồi Migrate ha. Thì cái Migrate này dùng nó để tạo ra cho mình cái database ha, cái database thì các bạn database nè. Thì khi mà mình tải cái Laravel Framework về mặc định á, nó sẽ cho mình là cái cột user ha, cái database user.
bắt buộc reset, cái này thì fail jobs và personal access tokens ha. Đó, nó sẽ tạo ra cho mình là bốn cái database như thế này đó. Thì các bạn sẽ chạy thử cho mình cái migrate ha. Rồi thì sau khi mà ví dụ như các bạn kết nối mà database thành công á, thì ở đây là nó sẽ tạo ra cái table ha, bốn cái table này vào cái database mà mình đã chọn ở đây đã chạy thành công các bạn nè. Các bạn click vào là thì ở đây mình sẽ có là 1 2 3 4 ha. Đó, cái này migrate là nó sẽ tạo ra cho mình bốn cái migration như thế này ha, là tương tự với cái tên migration trên trong đây. Đây user để mà mình đăng ký để mình login á, đăng ký login á, đăng ký đăng nhập á các bạn ha. Rồi coi như là mình đã kết nối thành công rồi các bạn ha. Rồi thì sau khi mà có database rồi thì ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái web app của mình ha, các cái giao diện web app của mình. Thôi cắt trong cái video này luôn ha các bạn. Ở đây cái layout nè, cái này cái trang home đúng không, thì ở đây các bạn sẽ mở lên cho mình cái theme mà mình đã share cho các bạn á ha. Thì mình sẽ share lại cho các bạn ở dưới phần mô tả của cái theme á. Thì cái theme này mình share cho các bạn ở bài 1 hay bài 2 gì đó ha. Các bạn vào cái phần mô tả các bạn đào cái theme này về, thì ở đây có trang internet nè các bạn ha. Thì trước khi mà mình cắt á, thì bây giờ các bạn mở lên cho mình đây mình mở lên cái web đặt game ha. Ở đây mình sẽ web ha, web đặt nè, mẫu 1 nè ha. Đó, mình đã share cho các bạn cái mẫu này rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ copy cho mình cái CSS ở đây nè các bạn. Đây là cái CSS của nó nè ha, các bạn copy, sau đó các bạn vào cho mình cái sổ của mình nè, web đặt của mình nè, ở cái public nè ha. Mọi thứ đều chạy trong đây hết các bạn. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái folder tên là phong em các bạn, phong em. Ha. Rồi, một cái folder nữa là back end. Có nghĩa là nó sẽ chứa những cái mà CSS của cái phần back end đó ha, phong em. Thì trong phong em này các bạn sẽ cho mình là cái CSS. Rồi, tạo cho mình một cái JS in my may, và một cái nữa là cái phong các bạn, hai cái phong. Rồi ok, thì CSS các bạn copy, các bạn quăng qua ha, copy các bạn quăng qua đây. Rồi sau đó tới cái phần JS nè, JS ha, các bạn cũng copy, sau đó các bạn quăng cái JS qua đây. Rồi sau đó là các bạn copy hình ảnh ha, sau đó các bạn quăng qua cái image. Rồi và cái nữa cái phong các bạn, à cái phong mình không có ha, nếu mà có thì mình cũng copy mình quăng qua ha. Rồi thì bây giờ mình tiến hành, sau khi mình có đủ rồi thì bây giờ mình tiến hành là mình copy cái tất cả cái index này ha, index này mình quăng qua bên cái phần layout này các bạn ha, mình quăng qua phần layout này. Thì hiện tại mình đã được như thế này ha. Thì bây giờ mình thử refresh lại coi nó ra như thế nào, các bạn đợi ha, tại vì mình chưa có CSS đó, nó chỉ ra là cái HTML thôi các bạn ha, những cái tag của HTML thôi. Ok ha, nó ra được như vậy. Thì bây giờ mình sẽ lấy, bây giờ các bạn sẽ thấy nè, bây giờ mình sẽ lấy ở trong cái public đúng không, lấy trong cái public đây hai cái nãy mình vừa mới tạo nè, phong em nè, mình sẽ lấy CSS mình chọn CSS và mình chọn JS nè, mình chọn hình ảnh luôn. Thì bằng cách nào, thì ở đây các bạn coi nè, cái phần nào á mà nó có JS á, các bạn click control ha, các bạn click control, à cái này thôi mình để web sau, clip sau mình làm luôn các bạn.